vị khán giả và các bạn thân mến, sau đây Hồng Nhung xin được giới thiệu với mọi người hai người khách danh dự của lễ sinh nhật chào mừng 10 năm Bến Thành ngày hôm nay. Hai chị có thể nói là những ca sĩ tiên phong, những ca sĩ đầu tiên vào cuối những năm thập kỷ 80 và đầu những năm thập kỷ 90 đã mang đến cho người hâm mộ của mình một phong cách biểu diễn hoàn toàn mới lạ và sôi động, khi mà âm nhạc không chỉ được thể hiện qua lời hát mà còn được trình bày qua từng động tác của cơ thể, dường như là mọi sợi tóc cũng cùng hát vậy. Và từ đó Hồng Nhung hiểu rằng âm nhạc cần phải được thể hiện qua lòng đam mê chứ không phải là một cái gì khác. Và bây giờ hai người sẽ đến cùng với tất cả các anh chị và các bạn cùng với một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy, bài hát có tên gọi Hãy Đàn Lên. Vậy thì hãy cùng vỗ tay và để chào mừng hai ca sĩ sắp đây, Trang Kim Yến và Hoàng Cúc. Về đầu tình anh.